Họa tiết cá. Bộ sưu tập lãng du lấy đại dương làm nguồn cảm hứng với họa tiết cá, san hô, dưới lòng đại dương. Sailor BS lãng du của Vũ Ngọc và Son Các thiết kế sử dụng tông màu nóng, chói như xanh neon, cam, hồng, đỏ san hô. Họa tiết được in kỹ thuật số trên trang phục bằng lụa tơ tằm, táp phi tơ, chip phôn như đầm suông, váy xếp tầng, đầm chữ A, váy lệch vai thắt eo. Phần vai, tay áo của các thiết kế hầu hết được làm phồng to theo phong cách thập niên 1980. Kiểu váy suông xếp ly dọc thân đang được nhiều người ưa chuộng trong một năm qua vì dễ che khuyết điểm ở eo, bụng. Ngoài trang phục dành cho nữ, bộ sưu tập Resort 2019 của Vũ Ngọc và Son còn giới thiệu một số mẫu siêu, áo phông, quần lửng, dành cho nam. 100 mẫu thiết kế sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 6 tại Bến Bạch Đằng, thành phố HCM. Đạo diễn hình ảnh, Nguyễn Hoàng Anh, ảnh, tranh Nguyễn, trang điểm, Si Quân Lê. Ý Ly.